là đấng năng quyền, Ngài đã vượt trên tất cả để đến thế gian này để cứu quý vị và cứu chúng tôi. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta có một cơ hội rất lớn để có thể được gần với Chúa và gần gũi với nhau nhiều hơn. Trong thời giờ này, xin phép cho Thư Hùng và Diễm Hương có thể có cơ hội được đến gần với quý vị thân hữu hơn bằng một cách là chúng tôi sẽ giao lưu với tất cả quý vị qua một vài câu hỏi rất là dễ của chương trình. Chúng tôi có những phần quà rất là xinh xắn để gửi đến quý vị thân hữu. Rất mong quý vị đã tham gia cùng với chúng tôi. Những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra đảm bảo là về độ khó là chắc chắn là không có, nhưng mà quà thì chắc chắn là sẽ có. Để cho quý vị bắt đầu thì chúng ta có thể mời chị Diễm Hương. Dạ, khi nói đến sự sống thì điều không thể thiếu đó là nước, phải không ạ? Cho nên là chúng tôi rất là ao ước sẽ gọi đến quý vị là những bạn có chiếc nơ đỏ trên áo của mình, những câu hỏi liên quan đến vai trò của nước ạ. Và câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, ông sẽ đọc câu hỏi trước để quý vị có thể thấy được cái độ dễ của câu hỏi như thế nào nha. Nước chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong cơ thể con người và nó có quan trọng cho cơ thể của chúng ta hay không? Dạ, rất là đơn giản phải không ạ? Chắc có lẽ mình sẽ nhường nhà chị áo trắng. Dạ, một câu hỏi rất là đơn giản thôi ạ. Chị có thể cứ trả lời theo những gì mà chị suy nghĩ. Nước chiếm bao nhiêu phần trăm cơ thể của chúng ta và nước có quan trọng với cơ thể của chúng ta hay không? Dạ, quý vị cứ mạnh dạn đi ạ. Câu trả lời là cứ luôn luôn được chấp nhận, cho nên quý vị cứ mạnh dạn trả lời. Có thể không sao rồi, đây là cái gì thì mình có thể giao lưu nên là không có gì nói, chị không có để phải ngại gì đó. Cô chỉ hỏi là theo chị bây giờ là câu hỏi dễ hơn, nước có quan trọng với cơ thể chúng ta hay không? Dạ, có. Ok, vậy là đủ rồi. Dạ, một phần quà dành cho chị của chúng ta được hay không ạ? Đó, rất đơn giản nha quý vị, chỉ cần trả lời thôi là chúng ta có được phần quà rồi. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, bây giờ em xin được mời anh ơi, em có thể mời anh đứng lên được không ạ? Dạ, em xin được phép gửi anh câu hỏi thứ hai nha. Đó là xin cho biết hoạt động nào trong cơ thể của chúng ta cần nước. Thường thường là chúng ta hoạt động như thế nào mà chúng ta cần nước ạ? Lao động đúng. Đó là đổ mồ hôi. Rồi coi chị. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, rất là chính xác. Mời anh ngồi ạ. Dạ, xin gửi anh một phần quà. Dạ. Câu hỏi thứ ba, Hùng cũng xin phép đọc trước câu hỏi cho quý vị dễ hơn. Xin hãy nêu lên các bộ phận nào trong cơ thể cần nước. Câu hỏi này rất đơn giản ạ. Bộ phận nào trong cơ thể chúng ta cần nước? Có ai chúng ta biết câu hỏi này có thể giơ tay trước được không ạ? Có vẻ quý vị chưa thích phần quà hay sao ạ? Dạ, rất là dễ nha, mình có thể nhìn vô cơ thể của mình, các bộ phận của mình nêu lên thì cũng có đúng luôn đó. Dạ, cho nên quà của chúng tôi đúng lên. Hay là anh mời ghé được không ạ? Bộ phận nào trong cơ thể chúng ta cần nước chỉ đơn giản vậy thôi, hay là phải trai ở đây chúng ta phải trả lời được cho quý vị không ạ? Các con thì bộ phận nào trong cơ thể mình cần nước? Hay là mình nêu bộ phận nào trong cơ thể của mình đi. Bé không biết thì mẹ của bé có thể biết mình. Tôi còn nhiều quá mà quý vị không lấy dụ lắm à. Dạ rồi, thì em mời anh nói sau đây đi. Anh cứ trả lời cho quý vị biết là bộ phận nào trong cơ thể cần nước để có thể lấy qua cái chương trình được không ạ? Đấy là bộ phận nào cũng cần nước. Bộ phận nào cũng cần nước, dạ, chính xác là như vậy ạ. Một tràng phát tay cho anh được dạ. Qua một phần quà để đến anh. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cơ thể của chúng ta luôn cần nước. Và khi chúng ta uống rồi, sau đó chúng ta lại khát, phải không? Và một ngày chúng ta uống rất là nhiều lần và sau đó chúng ta lại khát. Song song với cơ thể đó, cái sự cần nước đó, chúng ta có một cái sự sống ở bên trong đó, là sự sống tâm linh. Vậy, sự sống tâm linh của chúng ta có cần nước không? Câu trả lời là có. Nước đó là nước gì? Đó là nước sống. Chúa Giêsu Ngài nói là Ngài là nước sống, Ngài là nguồn sự sống. Cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu ăn năn tội lỗi của mình, chúng ta sẽ có nước sống ấy cho chính mình. Khi chúng ta có nguồn sự sống đó cho chính mình, chúng ta sẽ không khát nữa. Chúng ta sẽ có một đời sống vui mừng, thỏa mãn và bình an. Và cùng với thông điệp trên, Đức Ca sẽ đến với tất cả quý vị qua bài hát Nguồn Sự Sống.